Gia đình Uyên xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh của Uyên Cuộc Sống Đức. Con xin kính chào ông bà Tú Tú. Này Esu, có mà Esu rồi này. Phở vam mắc hơn. Phở vam. Vam. Đi van áp ở mắc vam ô đó. Vam. Dạ, đó là phở vam. Vam bị đó thật đó. Nee, das ist hier Dämmmaterial, das kommt untergesteckt.
Vorfahrt? Er hat Vorfahrt, ja, ja. Aber er kam da so angerast, deswegen habe ich da gar nicht erst. Was im Pflanzen noch, die ist ja Gift. Ob wir jetzt schon Erdbeer pflücken können hier? Nein, noch nicht, schon vorher. Wie fährt man? Guck mal, so wie der Bastard, wie ist los dieses Jahr? Wie guck mal, ja. Ôi, hoa tử đinh hương màu tím đẹp nè. Mình mê cái màu hoa cà lắm luôn á. Gặp là quay à. Đẹp hết cả nhà, thơm lắm. Ở nhà mình nó màu nó hơi đậm. Đẹp gì đâu á. Trời ơi là trần ơi. Đây là dưa leo nè cả nhà ơi. Dưa leo này còn nhỏ nè. Nó còn nhỏ. Nhưng mà hái được rồi. Trời ơi, nhìn thấy mê không? Nó còn thấp á. Rồi, rau dình cơm quá trời luôn á. Trái nè cả nhà, trái. Cả nhà thấy mê không? Trồng nguyên quá trời rau, quá trời dưa leo, kêu ảnh vô tại anh không biết, anh đi mua táo bên ngoài phía ngoài á. Trời ơi cả nhà ơi, nhìn nè, nhìn thấy mê không? Mê dữ dằn, có người bà nó không dám nói lớn đó. Quay thì được quay, có xin phép rồi cả nhà, nhưng mà có người ta đang mua đó, mình sợ làm phiền người ta. Nóng lắm. À, trời, hao dành cơm luôn. Rai suất hả? Dạ. Nghe bài hình ta đi. Tu mô xích sẵn ồn tờ xù viê gót. Hình ta đi xù viê không? Hìa, thì xúc lại. Hìa bà bạc, hìa, xù bài xúc hìa. Không mà. Chú gót? Dì, xúc lại. Xúc lại? Dì mà ông còn kêu nhỏ nó chờ, nó bự mà. Chá nhà ơi. Oh. So warm hier. Und wenn du dann rauskommst, dann brauchst du die Stickjacke hier hin. Jetzt will ich meine Jacke im Auto hier. Vielleicht 6 Stück nehmen, 3 reichen, ne? Ja, 3 reichen. 6 geht auch, oder? Ich hab ein Stück, ja? Ja, okay. Der braucht doch mal ein Stück, ne? Hier, das. Oh, ich gehe raus, mir ist zu warm hier. Ich komme gleich, ja? Oh, ja. Ja. Hier, kennst du, ne? Jetzt will man gehen und danach hat man die kalte Tür. Der Kopf zieht.
so warme. Wie eine Sauna hier. Quyên hái đường bịch rau nè cả nhà, rau dình cơm. Tại bữa lớn đi Quyên quay nhiều hơn cả nhà xem nha. Đó, bây giờ nó còn thấp vậy, bữa nó cao đụng cái mái luôn, cái trần luôn. Nhìn thấy mê không? Nóng quá à. Vô đây giống như lò sưởi vậy đó. Táo này thì 40 ngàn ký, còn dưa leo á, mua trái thì một trái là 80 sen 20 ngàn, nhưng mà mua ba trái thì nó tính rẻ hơn, thì ba trái như một có 60 sen một trái à, nếu mua tính ba. Còn đây rau này rau miễn phí. Thì Quyên xin ngừng video đây. Quyên cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ kênh của Quyên. Nếu thích video của Quyên nhớ bấm cho Quyên nút like, nút đăng ký để giúp cho Quyên có động lực tinh thần hơn nha. Xin chào tạm biệt cả nhà.